Chào các bạn, trong bài lab này chúng ta sẽ triển khai một EC2. Trong EC2 chúng ta sẽ khởi động một web app viết bằng Golang. Web app này sẽ cho phép người dùng upload file vào và web app sẽ lưu file vào trong S3. Thì đây tôi đang có một EC2 instance đang chạy, nó ở địa chỉ này. Bây giờ tôi sẽ kết nối vào nha. Rồi, các bạn thấy tôi đã vào trong EC2 Instant này rồi. Tôi mở thêm một cửa sổ nữa. Ở đây tôi đã có file main.go. Tôi mở bằng VS Code cho các bạn thấy. Thì trong file main.go này tôi có một số thay đổi nhỏ. Thứ nhất là tôi lắng nghe ở cổng 80. Và tất nhiên là tôi cũng giữ nguyên cái code thôi. Thì trong này có hai đường dẫn, một đường dẫn đến trang chủ thì nó display một cái trang web đơn giản có form để upload file, và một cái đường dẫn thứ hai là method post upload thì để hứng cái file, và tiếp đến là mình sẽ đẩy lên cái lưu file vào trong cái bucket là Techmaster 2022. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc biên dịch cái file này nhé. Đây, thực ra tôi đã có file mà tôi sẽ biên dịch lại cho các bạn. Ở đây thì tôi sẽ set up hai biến môi trường, một là Go OS là Linux, Go Architect là AMD64, và thực hiện lệnh Go Build. Rồi. Sau khi Go Build thì tôi đã có được cái file example này và tôi thực hiện lệnh scp để copy. Đấy. Ở đây thì tôi cần phải chỉnh lại cái địa chỉ IP. Đó, tôi đã đẩy được lên server này. Bây giờ tôi sẽ ls thì các bạn đã thấy được cái example này đúng không? Bây giờ tôi sẽ chạy thử cái example này. Ở đây nó báo lỗi là listen TCP 80 by permission deny. Nguyên nhân là tôi chưa switch account sang account root. Thì bây giờ tôi sẽ là sudo example. Bây giờ thì nó đã start được server rồi và tôi sẽ thử vào địa chỉ này. Thì các bạn thấy form của tôi đây. Tôi sẽ chọn file để upload. Chọn một file pick 1 upload. Thì các bạn thấy là nó báo lỗi là fail to resolve service endpoint Amazon region is required. Cái lỗi này là nguyên nhân như sau. Là trong cái code này này thì ở cái phần config load default config này này thì tôi cần phải định ra cái Amazon region. Thì như các bạn thấy ví dụ ở đây nhé. Đây nhé. Vào trong CD. Thì các bạn thấy file config không? Cat config này. Thì các bạn sẽ thấy cái region của nó là app southeast 1. Để cho chúng ta biết cái tất cả các phần mềm của chúng ta khi mà kết nối hoặc là sử dụng AWS SDK biết là cái region mặc định là gì. Thế tuy nhiên là trong cái EC2 này tôi chưa có cài đặt cái Amazon client hay là SDK. Tôi sẽ cần phải bổ sung. Ở đây chúng ta có là load config này, context to do và config with region. Region mặc định nó là app southeast 1. Bây giờ sẽ phải biên dịch lại. Sau đó là đẩy lên. Và tiếp đến là chạy lại. Lại phát sinh thêm một lỗi khác. Lỗi này là lỗi status code là 400. Nó báo là authorize JSON header is man form này.
on non empty access key. Vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta đang upload từ một EC2 instance vào trong một S3 bucket. Tuy nhiên là EC2 instance của chúng ta chưa có quyền để chưa có permission để làm việc đó. Vào phần security credential, các bạn có thấy policy không? Thì ở đây tôi đã có một cái policy tôi tạo ra là upload file. Ở đây không những upload mà còn list the all bucket này, liệt kê danh sách bucket này, list multipath, upload path này. Và effect của nó allow. Có nghĩa đây là một tập permission cho phép chúng ta tương tác vào trong S3 bucket. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái role. Create role. Chúng ta chọn là EC2 này. Common key của chúng ta thường là EC2 này. Sau đó chúng ta next này. Ở đây chúng ta chọn là upload file này. Chúng ta next này. Chúng ta đặt tên này. Allow EC2 instance list and put object to S3. Ok. Ở đây là EC2 list post object S3. Ok. Anh ghi như vậy cho nó rõ. Create role. Rồi. Đây nha, EC2. Bây giờ chúng ta quay lại instance này. Chúng ta vào mục action này, vào security này, modify AM role này. Sau đó chúng ta sẽ chọn là EC2 list post object S3 này, save này. Như vậy là chúng ta đã gắn cái role hoặc là cái quyền được phép đẩy file vào trong S3 vào trong EC2 instance này. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là nó có chạy được không nhé. Đấy, bây giờ đã upload được file rồi. Bây giờ hãy vào trong S3 bucket. Hiện nay chưa có gì nhé. Thử refresh. Đấy, các bạn thấy S1 không? Pick 1. Đấy, mở ra file. Rồi.